Tea's House, cô nhà phố 2 tầng với gia chủ yêu thiên nhiên và thường xuyên tập yoga tại nhà. Chào các bạn đã quay trở lại với CND. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn xem video của CND thì chúng mình là đơn vị thiết kế và thi công kiến trúc cùng nội thất. Công trình hôm nay chúng mình muốn nói tới được thực hiện trên khu đất kích thước chiều rộng 10m, chiều dài 20m tại Yên Thành, Nghệ An. Gia chủ là người trẻ tuổi hướng nội và rất yêu thiên nhiên. Anh chị cũng chia sẻ với CND rằng bản thân thường xuyên tập yoga tại nhà nên rất muốn có không gian mở, thoáng đãng. Bài toán đặt ra cho các kiến trúc sư CND là khai thác hiệu quả giá trị khu đất hai mặt tiền, mặt chính là cạnh dài của khu đất, với chi phí gói gọn nhất mà vẫn đảm bảo được đầy đủ công năng, không gian mở ngập tràn cây xanh, ánh sáng và thông gió tự nhiên. Sau khi thống nhất về ngân sách đầu tư và mong muốn của anh chị, CND đã đưa ra phương án bố trí 2 tầng diện tích sàn 220m², hình khối hiện đại đơn giản, trong đó tầng 1 gồm một phòng khách, một phòng bếp cộng ăn, một phòng ngủ, một vệ sinh chung, sàn ướt, khu vực tiểu cảnh, hồ cá koi. Mặt bằng tầng 2 gồm 3 phòng ngủ, một vệ sinh chung, một sân phơi và một ban công. Điểm nhấn của công trình chính là cấu trúc chữ L tối ưu đón gió hướng nam, giúp công trình hạ nhiệt nhanh chóng trong những ngày nắng nóng kéo dài ở miền Trung. Nội thất thiết kế theo phong cách tối giản với tông màu chủ đạo là màu nâu trầm của gỗ sồi kết hợp với các mảng tường trắng tạo cảm giác nhẹ nhàng, tự nhiên nhưng vẫn sang trọng. Phần mái của ngôi nhà được các kiến trúc sư của CND lựa chọn phương án giấu mái nhằm mục đích giảm thiểu chi phí so với hệ thống mái Nhật hay mái Thái, nhưng vẫn đảm bảo thẩm mỹ cho công trình mang tính hiện đại. Hy vọng qua một số hình ảnh thiết kế của công trình, bạn sẽ có được cái nhìn toàn cảnh về công trình và có thêm phương án để bạn tham khảo cho ngôi nhà tương lai của mình. Nếu các bạn đã có nhu cầu thiết kế và thi công ngôi nhà thì đừng ngần ngại trò chuyện cùng CND. Chúng mình rất vui khi được tư vấn và giải đáp các thắc mắc của các bạn liên quan đến kiến trúc và xây dựng nhà ở. Ngoài ra các bạn có thể xem thêm các công trình mà chúng mình đã làm hoặc là theo dõi chúng mình tại các đường dẫn ở dưới phần mô tả nhé. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.